Thằng bên kia cười. Nó tối nay ngủ với ông ngoại đó, coi ông ngoại dỗ được không? Tao thấy ông làm như nó biết vậy ha. Phải không? Ừ, biết không con? Biết không? Ừ. Biết không? Nào ra biết không? Bên thì Nora, bên đó thì cô... Cô Pierce. Đó, cô Pierce cười đó, cô Pierce cười đó. Pierce! 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 Hôm nay ông ngoại với bà ngoại ngủ với Nora ha con, ha bé Linh. Bé Linh. Ngoại ngủ với con ha. Bé Linh nào? Nó tên Linh á. Dạ. Bé Linh á. Bé Linh ơi. Có hai đứa cháu ngoại hai bên. Cô Pierce. Cô Pierce. Nè. Ông ngoại nó cục mà nó phải cười. Pierce. Pierce. Ông ngoại nó cục giống con phải nghe quen quen phải không? Con chó nó nằm kìa thấy thương không? Pierce. 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 Cười lên tiếng luôn ha. Nào, bốn nè, bốn nè, chân bốn nè, lấy tay ra, lấy tay ra, ơi, ơi. Nay vui hả con, có người nói chuyện chơi rồi ha, ha, thấy không? Hãy
gì vậy? Hả? Hả? Tích nè. Lucy muốn ra ngoài hả con? Lucy ấy. Lucy muốn ra ngoài phải không? Mở cửa cho Lucy ra nha. Ok, Lucy ra đi. Làm gì đó Lucy? Lucy. Chơi của cô Lim. Bông nở dữ ha. Cái lò nấu ăn của cô Lim với lại Nora nè, có cái mèo của quê nữa thấy không? Đồ chơi của từ nhỏ. Thấy nó đứng cho nó ra đáy rồi hồi tính. Này, hay chồng nó đi. Lễ gì ta? Lễ tình nhân. Lễ tình nhân hả? Đi chơi rồi. Giao lại hai đứa nhỏ. Cô Lim thì đi ngủ. Cô Lim thì đi ngủ. Baby girl. Baby boy. Gì đó con? Chứ ông bà ngoại à, đêm nay không biết có quậy không nữa. Nè con. Peace. 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 Trời. Có bà ngoại là có biết. Nó muốn lật. Đừng lật con. Model D con gái lớn nó tặng cho bà ngoại. Bà ngoại cũng biết nó nhỏ không biết cái gì đây. Để mình mở ra nha. Một cái thiệp với lại đây. Gì đây? Gì trong đây đây? Wow, nặng dữ ạ. Cái hộp nhìn của Khang Trang nữa. Bé Lan tặng cho mẹ. Hình của hai đứa cháu, cô Lim với lại Nora. We love you, grandma. Đó, tặng cho hai đứa cháu dễ thương.
hình của cô Lin với là em gái. Thank you con gái với hai đứa cháu ngoại. Trời ơi, được cái gì đã vậy? Nói vậy? Được, cho gì thì con gái tặng gì đã vậy? Quá đã luôn, tặng được hai đứa cháu ngoại nè. Hình hai đứa cháu ngoại nè. Đó, hình hai đứa cháu ngoại đó, khắc vô trong cái này. Món quà tinh thần đầy ý nghĩa. Đó. Đây, món quà đây. Gơi với cô Lim á, đi hai vợ chồng đi kỷ niệm ngày cưới. Ông bà ngoại tới giữ cháu cho hai vợ chồng nữa đi chơi đúng khách sạn, ngủ lại đêm ở San Diego luôn. Còn mẹ của cô Peace thì đi dạy, ba thì đi làm, bởi vì gom lại hết giữ ba đứa cháu. Gặp lại hết những ba đứa này. Đây, cháu gái tôi đây. Cháu gái ngủ mới thức này. Cho nó nằm chơi. Đây là cu Pierce. Đó, mới vừa bú xong. Nhà của bé Lan. Cô bé Lan, còn ông ngoại đang chơi với cô Liêm ở trong này. Hai cô Liêm. Ông ngoại với cô Liêm đây. Cô Liêm thì đó. Sao chỗ tôi đi chơi làm mất tự nhiên. Cô Liêm kìa, đó. Ôi, kìa. Cô Liêm ăn vi trà với ông ngoại đó. Đó. Cô Liêm thì đeo ông ngoại thôi, có ông ngoại đâu là cô Liêm chịu đó liền hả. Liêm ơi, Liêm ơi, Liêm, no. Rớt con, rớt bể. No. À, tới nhà bé Lan giữ hai đứa nhỏ cho hai chồng nữa đi chơi lâu lâu á, cái mình làm đại sứ của tình yêu phải không? Cho hai đứa nhỏ nó đi chơi rồi cho nó nhà hoài riết rồi nó cũng chán. Kỷ niệm ngày cưới, kỷ niệm ngày quen nhau, kỷ niệm gì mình cũng giữ baby cho tụi nó được thoải mái. Nó đi chơi qua đêm, nó muốn khách sạn nó ở trên khách sạn luôn. Sáng nó mới về. Cho hai đứa nó enjoy. Đó, đây là hai đứa cháu nè, ra đời cùng một lúc. Năm con chuột. Cubis lớn hơn Nora một tháng. Nó lớn lên là tụi nó chơi với nhau. Boobies. Nó nằm ở chơi á. Bú xong rồi nằm chơi cũng dễ lắm. Baby ghê đó. Baby ghê nằm chơi đó. Baby ghê. Ngủ không giấc thức dậy rồi.
con ngủ dắt cái dậy rồi thọt cái chân vô đây. À, con ngủ rồi ơi ơi. Cô Liêm ngủ rồi, 8 giờ rưỡi rồi, tới giờ cô Liêm ngủ ha Liêm ha. Ha, good night con. Good night cô Liêm. Nè, cô Liêm ơi. Này, trời, kêu ngoài nữa hả? Ô, cô Liêm nóng vườn ngoài hả? Oh, oh. Good night, night, night. Night, night ngoài đi. Good night cô Liêm. Good night cô Liêm. Good night cô Liêm. Đó, cô Liêm dễ thương không? Quay vòng cô Liêm nha. Ok, good night cô Liêm. See you tomorrow. Good night, see you tomorrow cô Liêm. See you tomorrow cô Liêm. Mai ngoại đi, nay. Good night cô Liêm. Đó, đây là căn phòng bé nhỏ của cô Liêm. Căn phòng bé nhỏ của cô Liêm ha. À, tới giờ ngủ rồi Liêm ơi. Đó, phòng của cô Liêm đó, giờ để cho cái đèn cho có cái sao âm thanh như vậy cho nó ngủ. Mình tắt đèn cái bếp nay nữa, cái mình đi ra là nó ngủ à. Này này. Này này. Này cô Liêm. Này cô Liêm. Tới giờ phải đi ngủ rồi đó. Có cái giường. Cái giường, trong cái giường có cái mơ tờ. Cứ lắc lắc nhúc nhích nè cho baby ngủ. Hi baby, good night con. Good night Nora. Nora ơi. Cái giường này nó lắc lắc như giỏng ha, lắc nhẹ nhẹ cho Vi ngủ. Cái giường rồi em á, hai của cái Lan với Steven. Thank you.
Nè nè, Liêm 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 ơi, Liêm ơi, Liêm ơi. Đây nó sò đó rồi ra đó. Liêm ơi. Liêm đâu rồi? Trời ơi, đồ chơi của cô Liêm quá nhiều luôn nè. Đồ chơi để tắm quá nhiều luôn nè, đồ chơi để tắm rồi. Oh, wow, quá trời có con vịt bự nữa rồi. Thấy không? Liêm ơi, Liêm ơi. Liêm ơi. Rồi, sao? Cái này đổi được nữa. Wow. Wow, mang lên ha. Cái đó là khăn tắm rồi đó. Yeah. Ông ngoại làm gì Liêm đó? Đúng rồi. Yeah. Đó, sáng bú chơi rồi cái nằm chơi đó hả con. Cự cự hồi là ngủ. Cú cú. Cú cú. Lucy thức rồi kìa. Hi Lucy. Good morning Lucy. Thức dậy cái ngốc mắt nhìn. Lucy là khoái ra ngoài sân lắm nha. Lucy là khoái ra ngoài sân lắm nha. Rồi cái ngốc mắt nó nhìn kìa anh. Cái Lucy á, nó nằm đó. Còn cái con kia chảy mất tiêu rồi. Baby girl. Baby girl. Baby girl. Cặp mắt tròn xe. Ồ, nói nó cái lợi nhìn nó è è nè. Con đó hả? Hả? Hả không? Con đó phải không? Ừ. Con đói chưa? Hả? Sao là đói chưa? Ừ? Sao là đói chưa nè? Đó, Lucy còn nằm ở trong giường kìa. Lucy ơi. Lucy ơi. Lucy còn nằm trên giường kìa. Đó, Lucy đó. Rồi, sao là vô giường nằm. Dinosaur. Ê, sao? Mì ghê kìa, mì ghê hả con? Để nó ra. Nó nè, nó nè. Đi chân lên nè kìa, đi chân lên kìa.
Đó, sáng cô Liêm tiếng dậy chơi với ngoại á. Đi vòng vòng quay điều quay điều quay. Đó, hay chưa? Liêm nó còn nhỏ nên cái này là để chừng nó lớn lên cho nó biết là nó đeo ông ngoại thì sao nè. Nên nó thương ông ngoại nè. Đó, Liêm đang cô quạt quạ mà phải ngồi kế ông ngoại vậy nó mới chịu á. Well, we'd be short of calorie, right? Bên đây là Nora đó, Nora bú xong rồi nằm chơi, ngồi cho Nora đi ngủ. Em rửa cái tay của nó nãy nó bóc lùm á. Liêm đâu? À. Để xách bèo lại nghe con. Cái nấm vú đâu? Chưa để thấy cái nấm vú vậy nè. Ngủ nha. Rồi, cái ghế này nó thì mình xách bèo vậy nè. Cái giường này xách bèo. Xách bèo hai tay lại cho nằm yên. Để hai cái chân vô. Rút cái áo mình kéo sạc bộ tia lên. Sửa cho mình lại hát ra. Rồi bó gì nữa vì nó đâu có quậy đâu. Nó ngủ gì nè. Không lật tới lật lui. Rồi giờ có cái nút đây. Nhấn cái nút lại nó đúng nhất. Như cái dừng đưa vậy đó. Lắc qua lắc lại. Hai baby. Baby. Nè, ngủ nha con. Ngủ ha. Bye baby, good night. Gì đó cô Liêm, thấy không? Buổi sáng của cô Liêm. Đó, vừa ăn mà vừa coi phim đấy chứ ha. Đồ nấu ăn của cô Liêm đang có microwave này ha. Đó, tủ ice cream này ha. Cái xin đó thì có cà rốt này ha, có cà chua này ha. Cái xin để rửa có nguyên bộ đồ nghề, muỗng, nĩa rồi.
đi coi. Đi coi. This, and then he starts smiling. Hi! Yeah, you're leaving. I'm gonna get a little, like, kind of rolling. That's you! I'm just ignoring you. Is he in there? I know. That's your husband. That's your Nay Lan Chí Thư nó làm. You are welcome. Lan Thư nó làm Mother's Day cho mẹ. Nó mua quà cho mẹ với mua cái bánh 85 độ C gì phải không? Ủa này mới làm sao? 85 degrees C. Ừ, 85 degrees. Wow. Careful, wow. Yeah. Wow. 85 degree rồi nữa ha. Thấy liền nhìn cái bánh là biết hot rồi. Quá hot. Thích kìa hả?